Xin kính chào quý vị đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một thiếu nữ 15 tuổi có bầu 7 tháng, người mẹ mới biết. Gặng hỏi thì cô gái Diệu thừa nhận đã quan hệ với người khác giới, nhưng quan hệ với bao nhiêu người thì lại không nhớ hết. Sau gần 3 tuần suy nghĩ thiệt hơn, người mẹ mới quyết định làm đơn trình báo công an. Ngay sau đó, cả đám trai làng hồi hộp lo lắng, không biết mình có phải là cha của cái bào thai trong bụng thiếu nữ này hay không. Chi tiết vụ việc ra sao, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một ngày đầu tháng 2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nhận được tường trình của một phụ nữ có con gái là Nguyễn Thị Hương, 15 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nhờ truy tìm kẻ đã khiến con gái bà mang thai. Theo đơn tố cáo, khoảng đầu năm 2012, bà mẹ nhận thấy con gái có nhiều biểu hiện như có bầu, bụng ngày càng phình to một cách đáng ngờ. Đưa đi khám, kết quả siêu âm cho thấy Hương đã mang thai được khoảng 24 tuần. Gặng hỏi thì cô con gái Diệu thừa nhận đã quan hệ với người khác giới ở huyện Châu Thành. Nhưng quan hệ với bao nhiêu người thì lại không nhớ hết. Sau gần 3 tuần suy nghĩ thiệt hơn, người mẹ mới quyết định làm đơn trình báo công an. Thiếu nữ ở cái tuổi trăng tròn được triệu tập đến để cung cấp thông tin nhằm phá án. Nhìn thiếu nữ dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt còn búng ra sữa, nhưng phải khệ nệ vác cái bụng vượt mặt. Điều tra viên càng ái ngại hơn khi nghe những lời trình bày cho thấy rõ sự ngây thơ, non nớt của nạn nhân. Do có người gì đang ngụ ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành, nên thời gian nghỉ hè năm 2011, từ tháng 5 đến tháng 9, Hương nhiều lần về thăm và ở chơi với dì. Trong những khoảng thời gian này, Hương quen biết và kết thân với nhiều thanh niên ở địa phương gồm Nguyễn Duy Phương, sinh năm 1987, Trần Văn Khánh, sinh năm 1986, Tống Văn Bình, sinh năm 1990, và ba đối tượng khác cùng sinh năm 1993 là Nguyễn Long Đại, Dương Hồng Thủy, Trần Minh Tiến. Trong những lần tụ tập chơi bời và nhậu nhẹt cùng, thiếu nữ lần nào cũng uống nhiệt tình tới bến. Dĩ nhiên, tửu lượng của thiếu nữ mới lớn không thể so sánh được với đám bợm nhậu, nên gần như lần nào thiếu nữ cũng xỉn quắc cần câu. Những lần như vậy, ba thanh niên Khánh, Đại, Thủy đều ở lại ngủ chung cùng Hương ngay tại nhà người dì của Hương, hoặc ngủ lang tại nhà một ai đó. Điều đau đớn là thiếu nữ đang tuổi lớn, không biết, không cảm nhận được trong những lần say rượu và ngủ bầy đàn như vậy, có chuyện lạ nào xảy ra hay không. Cô chỉ nhớ được một lần duy nhất còn tỉnh táo, đã tự nguyện hiến dâng cho Phương. So sánh mốc thời gian nạn nhân khai với độ tuổi của thai nhi theo giấy siêu âm, cảnh sát nhận thấy khả năng Phương là thủ phạm, nên triệu tập đối tượng lên trụ sở lấy lời khai đầu tiên. Phương thừa nhận có quan hệ cùng thiếu nữ ngây thơ này. Nghi phạm Phương là con trai độc nhất trong gia đình có 3 chị em. Học hết lớp 10 đã bỏ học, ở nhà làm vườn, lập gia đình với cô gái nhỏ hơn mình 3 tuổi. Mặc dù đã có vợ, Phương vẫn thường xuyên bỏ bê gia đình để tụ tập chơi bời cùng đám bạn. Một trong những lần như thế, vì không kìm nén được ham muốn đê hèn, Phương đã làm chuyện người lớn với bạn gái nhí. Cụ thể, tối một ngày cuối tháng 7 năm 2011, Phương cùng một người bạn chở nhau lên Cần Thơ chơi, nhậu chung cùng đám bạn ở sau lưng một khách sạn lớn ở quận Ninh Kiều. Nhậu đến khoảng 1 giờ đêm, cả bọn móc điện thoại gọi cho Hương rủ ra nhậu chung. Mặc dù đang giữa đêm khuya, thiếu nữ này cũng nhiệt tình hưởng ứng nên vui vẻ nhận lời. Phương lập tức lấy xe máy chạy đến tận nhà rước Hương đến nhập hội. Nhậu thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ, cả nhóm tạm nghỉ đi uống cà phê. Nửa tiếng đồng hồ sau, cả nhóm lại tiếp tục đi làm thêm tăng hai. Trời rạng sáng, Phương chủ động xin về trước với lý do đưa em Hương về nhà. Khi đi đến đoạn đường vắng người ở khu vực 3, sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Phương dừng xe nắm tay Hương đi vào bụi cỏ ven đường tâm sự. Sau khi thỏa mãn, Phương mới chở Hương đi về nhà. Nghi phạm khai, đây cũng là lần duy nhất hai người quan hệ với nhau. Mặc dù Phương đã thừa nhận hành vi, nhưng một câu hỏi khác vẫn luẩn quẩn trong đầu các điều tra viên. Trong những đêm ngủ bầy đàn cùng với nhiều thanh niên khác, còn có chuyện gì đã xảy ra với Hương hay không? Các đối tượng còn lại lần lượt được triệu tập đến để lấy lời khai. Một sự thật khác hé lộ, Khánh và Định cũng thừa nhận lợi dụng những thời điểm Hương say bí tỉ, hai đối tượng này đã thay nhau quan hệ với nạn nhân. Như vậy, có ít nhất 3 đối tượng đã thừa nhận có quan hệ nam nữ với Hương, nhưng vẫn chưa có đủ căn cứ để khẳng định ai là chủ nhân của cái bào thai trong bụng.
cách thức duy nhất là phải đợi đứa nhỏ chào đời để xét nghiệm ADN. Đầu tháng 5 năm 2012, Hương đã hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Việc trưng cầu giám định ADN được tiến hành. Trước tiên, cảnh sát lấy mẫu của Khánh, Định, Tiến gửi đi giám định. Cả ba thanh niên run như cầy sấy. Nhớ lại, một nghi can nói, đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời. Kết quả khá bất ngờ, 7 tháng sau đó, Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh có bản kết luận giám định. Theo đó, cả ba thanh niên này đều không phải là cha đẻ của con Hương. Nỗi lo sợ chuyển dồn sang đối tượng Nguyễn Duy Phương. Cảnh sát tiếp tục lấy mẫu để trưng cầu. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, cơ quan giám định kết luận Phương chính là cha đẻ của em nhỏ mới chào đời. Căn cứ vào kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ, ngày 1 tháng 8 năm 2013, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Phương về hành vi quan hệ với người nhỏ tuổi, theo điểm D khoản 2 điều 115 Bộ Luật Hình sự, với tình tiết định khung tăng nặng là làm nạn nhân có thai. Kể từ khi bị khởi tố và bắt giam, Phương không bồi thường, khắc phục một đồng nào cho bị hại. Sau gần 8 tháng bị tạm giam, ngày 21 tháng 3 năm 2014, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành đã đưa bị cáo Phương ra xét xử sơ thẩm. Tòa nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của đối tượng nhỏ tuổi, được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của người bị hại, gây mất trật tự, trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm. Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, tòa tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam, buộc bồi thường tiền dưỡng thai, sinh đẻ, bồi thường danh dự cho nạn nhân gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, hàng tháng Phương còn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho đứa con đến tròn 18 tuổi, với khoản tiền bằng 1/2 mức lương tối thiểu nhà nước quy định. Đến đây, nhiều người chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi, còn hai nghi can khác khai có mối quan hệ cùng nạn nhân, vì sao không bị xử lý? Lý do, vì đây là lời khai một phía, nạn nhân không xác định được mình có bị cưỡng tình hay không, lại không có nhân chứng, chứng cứ nào khác, nên lời khai một phía, dù là đầu thú, cũng không thể là chứng cứ để khởi tố, buộc tội. Thưa quý vị, ở cái tuổi 15, lẽ ra Hương phải cùng bạn bè cắp sách đến trường, thế nay lại sớm làm mẹ. Vụ án sẽ là bài học cho các bậc làm cha làm mẹ cần quan tâm sát sao hơn nữa tới con cái của mình, đặc biệt là trong độ tuổi mới lớn. Phụ huynh cần có kiến thức về giới tính, hiểu được tâm sinh lý của tuổi thành niên, nhất là với các thiếu nữ, từ đó có các biện pháp chăm sóc dạy dỗ con cái của mình trưởng thành. Chương trình của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy comment để bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề này. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm những thông tin sự việc với những bài học kinh nghiệm hữu ích. Xin kính chào và hẹn gặp lại.